ngày nay tháng phận thứ sáu một Phật phóng quang hiện bảo. Lúc đó khắp thân Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn quay khắp đến hàng nghìn bước hàng ngàn xa quả nước của chư Phật, trong nó vang lên ánh sáng, trong ánh sáng nó vang lên tiếng lớn rộng khắp quả nước của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát là trời đồng chư Phật, vân vân. Bóng nghe hôm nay ta khen ngợi ra ngoài những sự của ngày để tạo Bồ Tát trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi ngay thần thân thể bị bàn để làm để cứu giúp tất cả tội của chúng sinh. Sau khi ta nhiệt độ thời hạn đại Bồ Tát các ông và trời đồ vị thần vân vân nên dùng nhiều thứ chức để giữ gìn những này làm cho tất cả mọi người chúng sanh đều có tất cả tội của mình chúng thành vui niết bàn hay của bản thân tỉnh. Nói lời ấy xong, trong các cuộc có vị đại bồ có vị Bồ Tát tên là Hộ Quán cũng biết chấp tay được những phần rằng này con nghe đức Thế Tôn người trên ngày đã đạt có đức bay thần không thể nghĩ bàn như thế trong như đây là vì chúng sinh trong đời Phật pháp trong này mà khi nói những sự nhân quả này để tạo Bồ Tát là lợi ích cho hàng trời người làm cho trời đồng bách hộ và chúng sanh trong đời sau tín vào lời của Đức Phật. Vậy giờ Thế Tôn đã một ngày của Bồ Tát cùng trong cái chúng rằng lắng nghe ta sẽ bị các ông muốn được những sự phúc đức này để tạo Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Này là của bạn mạch đức thật rằng vâng mạch đức Thế Tôn, chúng con xin tin nhận lời Phật dạy, chúng con xin tin nhận lời Phật dạy. Ba Phật đại lợi ích đức Phật bóng này của bạn một đấy trong đời sau như có người Việt Nam sẽ được những nào nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc là chắp tay hoặc là khen ngợi hoặc là đại nghĩa hoặc là biết một người đó sẽ được qua khỏi tội khổ trong ba năm kiếp này của quán. Như có kẻ Việt Nam người nữ nào có thể đối có thể như có người như có kẻ Việt Nam người nữ nào hoặc vẽ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chim ngưỡng một lần như thế người đó sẽ được thanh lên khỏi trời đau đớn 100 lần không còn để bị sa đọa vào ba đường ác đạo nữa. Ví dòng cơ của trời đã hết mà sanh chúng tốn nhân gian cũng vẫn làm vì cũng vui mong hề mất sự lợi lớn vốn của nữ thân. Như con người nữ nào nhằm tránh thân gái hết lòng cũng dùng được quỹ ngày để đạt một cách ngày ngày thường thêm hương hoa đồ ăn đồ uống y phục cấm của chàng thanh tiền bạc vật có vân vân cũng dùng như thế mấy hôm thôi rồi chị nữ đó sau khi mẹ nói thân này thời đến tăng nghìn muôn đời còn không có sanh vào cõi nước có người nữ cũng nữa là có thân gái từ khi vì lòng của các vị cần có thân gái để độ chúng sinh như nơi cúng đường của ngài Địa Tạng Bồ Tát và phúc công đức đó trong nghìn muôn đời còn chẳng có thân người nữ lại nữa. Nam thân thân nghiệp nếu này lại nữa này của bạn Bồ Tát như có người nếu có người nữ nào chán thân nó xí và nhiều bệnh tật đến nơi đức tượng này để đạt một cách chỉ tâm chừng làm lễ từng trong một bữa ăn người nữ đó trong nhìn lại tiếp sau thường được trong nhìn lại tiếp sau thường thanh vào trong người nữ đó trong nhìn lại tiếp họ sanh được thân hình đúng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Nếu người nữ xấu xí đó không nhằm thân gái thời trong tâm nhìn muôn đời thường là con gái nhà vua cho đến làm vương phi chồng mỗi là nhà quan lớn cùng con gái đắc vị được đại diện để ăn tướng mạo đan trang sinh nghiệp do vì có lòng chí thành trên những hình tượng này để tạo một cách mà làm cũng như thế sáu quỷ thần hộ vệ đại nữa này của quán. Như có người nam như có người Việt Nam người Việt nữ nào có thể đối chức hình tượng của ngài đã đạt một tháng mà tổ các thức những nhạc lâm ca người khen dùng hung hoa cũng thường có đến chúng ta được một người hay nhiều người những hạng người đó trong đời hiện tại còn có vị đây sau thường được trong nhìn vị kỹ thuật là đêm không bảo vệ còn không có được hung dữ đến tay người đó cũng là để cho người đó phải chịu cấp tay bạc
các người. 7. Kim chi mất tụ. Lại nữa, này cũng đã buộc hết. Xong rồi, xong rồi sao như có người nam người nữ nào. Như lại nữa, lại nữa, này của bạn của tết, như có người nam người nữ nào đâu, như có người ác hay ác thần ác quỷ nào thấy cả để nam người nữ khi đi cung kính cũng trường người khen hình tượng này để đạt một của tết là một xanh khi chơi là không có công đức hạt nhân năng người hoặc chơi sau lưng hay chơi trước mặt mà hạt khinh bão người khác cùng chê hạt khinh bão mọi người cùng chê có đến khinh bão nhiều người cùng chê có đến sân lòng chê bai trong từng một niệm. Thời những nghĩa như thế sau khi một nghìn đức Phật trong hình thức nhập dịch cả bị tổn báo sinh kênh nhưng còn ở trong một a tỳ chủ hộ rất nặng qua quá hình thức này mới có thân làm nạn quỷ rồi mẹ đến một nghìn kiếp sau mới có thân xuất sanh đại bệ sẽ qua đến một nghìn kiếp nữa mới hạ sanh làm người đầu làm người nhưng cửa vào hàng bần cùng hạ tiện tận mình chút sức hay vì những nghiệp ác làm vừa thân không bao lâu phải xa đoạn vào ba đường ác đạo nữa. 8. Tiêu độ chứng. Lại nữa này của bản một tết. Như những sanh rồi, như những sanh rồi sau, như những sanh rồi sau, có người nam người nữ nào đau nằm để vẽ trên vùng giường gối cầu sống thì cũng chết cũng đều không được. Hoặc đi nằm, nhưng vào hết bị giữ cho đến hết cả thân chết trong nhà. Hoặc thấy đi trên đường đi thì không bị bóng đè. Hoặc với quý thần cùng đi chạy qua nhiều tháng nhiều, nhiều năm đến tuổi thành bệnh lao bệnh mẹ vân vân. Trong những mục tiêu nếu khi sẵn rồi, khổ đây đều là nơi bị đạo là đối chưa quyết định là không hay trọng. Nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt thần tục cũng kẻ nam người không thể nhìn rõ về đó. Vì vậy nên đối chức hình tượng của chư Phật Bồ Tát cho tiếng và đọc kinh này một tí hoặc lấy những đồ vật hoặc lấy những món vật riêng quý báu của người vị như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn đối chức hình đối chức người bệnh các tiếng lớn mà xứng như rằng chúng tôi trên đó ở đó nay vì người bệnh này đem những của bệnh này hoặc cũng dùng vi tượng hoặc tạo hình tượng của chư Phật Bồ Tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn đầu cúng hoặc cúng vào của từng trụ chúng lên như vậy ba lần cho người bị được nghe biết giả sử như thần thức người bệnh đã phân tán đến người tội đã thức hoặc một ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày thời cứ xuống cứ lớn tiếng xuống vạch tên và trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bị nhóm mặt chung đầu cho đường chưa có tội cả nặng nhẫn đến năm độ vô nhắn cũng được hết khỏi hẳn họ sanh vào đâu cũng được hết khỏi hẳn cũng nữa là người Việt Nam người chỉ nữa mình vi chất cái này hạ bảo người vi tiếp hạt tự mình đắp cái hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người Việt Nam người đó khi họ được phá chắc là nhiều lợi lớn này phổ bản. Vì thế nên này của bạn ấy nếu ông vì thế nên này của bạn vì thế nên ông thấy người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm trong kinh này mà có lòng cũng tính đối với kinh thời ông nên dùng trong những năng người đó cách làm chung sinh năng chứa đựng phương pháp rồi có thể được trong ngành cung đức công đức không thể vẹn với hiện tại và vượt ra chín siêu độ công linh lại nữa này của bản bồ tát như chúng sanh đời sau hoặc trong lớp ngũ hoặc trong nhưng vào khi các thần quỷ thần trở nên các tự nhiên lạc hoặc buồn bã hoặc lóc hoặc đồ ý hoặc than thở hoặc hãy hùng hoặc sợ thiệt vân vân đây đều là nơi niệm đạo lật đối đây đều là vì cha mẹ con em quý thuộc của chồng trong một đời, mười đời, hai trăm nghìn đời về của bác cứ bị lạc và ông đạn chưa được nhắc cõi không biết trông mong vào pháp lực nơi nào để cứu vớt nỗi tội não nên mới về mách bảo với người có tình có lực trong người trước cầu mong làm phương tiện gì để được thoát khỏi ác đạo này bố bạn ông nên này bố bạn ông nên dùng sức đây phần chính là những thuộc đó đối với hình tượng của chư Phật Bồ Tát
Chỉ trong việc được đọc kinh này thì những người khác đọc một số ba bí, ba bí bảy bí được vợ, được vợ. Như vậy sau khi được vợ, sau khi như vậy sau khi những chúng sau khi như vậy sau khi được vợ sau khi như vậy các quý phụ trong đúng mức năm áp lực đặc biệt thì tiến độ khi đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát cho đến khi mừng không còn thấy hiện về nữa. Mười khỏi nô lệ lại nữa này của cố quán như đời sau này có những hạng người làm tiền học tớ cha học tớ gái đó như đời sau này có những hạng người học tiền học tới trẻ học tới ghé mười của nô lệ lại nữa này của quán như đời sau này có những hạng người học tiền học tới trẻ học tới ghé dẫn đến sẽ không được quyền tự do đó biết là do tự nghiệp rồi chứ bây giờ là được sáng cái đó thời phải nên chỉ tâm tin của anh để hình tượng này để tạo một nát rồi trong anh làm những hình này để tạo một nát cũng một môn biết như sau khi những người đặc biệt trên sau như sau khi những người đặc biệt trên mảnh báo thân hạ tiện ở hiện đời sau khi những người trên mảnh báo thân hạ tiện ở hiện đời trong nghìn muôn đức đời sau thường sanh vào một tân tôn quý cũng không bao giờ còn phải tra đạo vào ba đường khác khổ nữa. 11 sinh con để nuôi lại về nữa này của bản Bồ Tát về trong cửa sau này nơi cõi kinh Phù Đề trong hàng sát đến được Bà La Môn chứng đã cư sĩ tất cả những hạng người và những dân tộc trong họ khác như có người nào mới sinh đĩa hoặc con trai con bé nội trong một khoảng này sớm thì đứa trẻ sinh ra đó mà cũng không bị không thể bị lèn này lại bị đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài được đặt một tác đủ một quý được vợ đứa trẻ hoặc trai hay gái mới sinh ra đó nếu người trước nó có gây ra được đặc chi cũng được thoát khỏi cái ác nó sẽ an ổn vui vẻ để nuôi lại sinh sống lâu. Còn như nó là đứa nhưng nơi phúc lực mà họ thanh thời đời nó càng an vui hơn cùng sống lâu hơn. 12 ngày thật cái sinh nhật phước lại về cái này của bạn như mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14 tháng 18, 23, 24, 8, 5, 9 và 30 10 ngày trên đây là những ngày mà các thực tổ chức nhóm lại để định là nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động nghiệp của chúng sinh trong cõi năm nhưng chủ đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi cũng là những kỹ ác buông lung giết hại trục thuốc tà vân đơn vọng ngữ trong điều tội lỗi này bộ quản trong 10 ngày trên đây nếu có chúng sinh nào này bộ quản nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày trên đây mà có thể đối chức hình tượng của chư Phật Bồ Tát chí tâm thường đọc kinh này một quý thời xung quanh của người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 vô tần có xảy ra những việc đây nè còn chính nhà của người đó tất cả mọi người học giảng sẽ ở trong nơi hiện tại cùng của vị này trong nghìn năm xa quê của các bạn đã trong 10 ngày trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một quý kinh này thời hay làm cho người trong nhà không mắc phải những bệnh tật bất ngờ rồi
của anh học đưa giờ này vô cảm vì thế nên biết rằng này là tạo một cách có trăm nghìn muôn thức những sự e thần không thể ngăn cản nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sinh trong cõi sinh bồ đề có nhân duyên lớn này để tạo một cách những chúng sinh đó đạt được nghe danh hiệu này để tạo một cách học được thấy hình tượng này để tạo một cách học nghe từng năm thứ hai và thứ hai năm chữ trong kinh này học một ngày kể hay một câu những chúng sinh đó hưởng sự an vui đã thường trong đời những người đó hưởng sự an vui đã thường trong đời hiện tại trăm nghìn muôn đời về vị lai cùng sanh vào nhà tôn quý thân hình chuyên nghiệp 13 thanh hiệu kinh lúc đức phật như lai đi ngoài nửa thiên ngày địa tạng đại sĩ sau này của quán bồ tát liền vì cũng chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng bạch thế tôn từ lâu con đã rõ vị đại sĩ này có thần lực cùng đại lực nguyên lực không thể nghĩ về như thế trong nay mình muốn cũng sanh trong đời sao biết rõ những sự lợi ích đó nên con nói bạch cõi cùng đức như lai vâng con xin cung kính xin nhận lời Phật đặt bạch Thế Tôn kinh này đặt tên là gì và định cho con như bố thế nào đức Phật sau này của quán bồ tát kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bốn nghiệp kinh cũng gọi là địa tạng bốn hạnh kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là địa tạng bốn tệ lực kinh đây là tên thứ ba do vì ngày địa tạng bồ tát từ lúc thích lâu xa đến nay cũng thân định rộng làm lợi ích cho chúng sanh cho nên các ông phải đúng theo kinh này đúng theo tâm nguyện mà lưu hành trình bát kinh này nghe đức Phật dạy xong này của quán bồ tát kinh chịu chắp tay với đức Phật rồi lui ra ha 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 un sam mo di so ha ha